Đây, nút nguồn khẩn cấp nha. Vâng, bật lên này. Vâng. Xong rồi bật nút nguồn này này. Vâng. Đây là nút nhiệt này. Nhiệt này. Đây là quạt gió này. Quạt gió này. Quạt gió này là khi mà em chạy máy nha, là đừng tắt ngay. Mà khi mà tắt nhiệt đi xong là em để để khoảng tầm 5 phút cho nó mát máy đi, cho nó mát, làm mát cái máy hàn này không nó hỏng cái dây nhiệt. Vâng. Tắt nhiệt này. Còn đây là mực của mực in này, nhiệt mực in này. Vâng. Đây bật nhiệt mực in này này. Đấy, còn đây là chỉnh vị trí này, ví dụ như vào giữa mép hàn hay là ra biên phải, biên trái thì chỉnh ở đây. Vâng. Đấy, nó có được hướng này là sang trái, hướng này sang phải, đây là giữa. Tùy tốc độ của băng tải thì mình sẽ chỉnh cái vị trí này nha. Băng tải nhanh thì mình nó sẽ khác so với băng tải chậm. Đấy, cái này theo thực tế đây như vậy. Vâng. Đây là nhiệt độ của mực in. Vâng. Đấy, lúc nào cũng để khoảng tầm giữa này thôi, không để cao quá. Vâng. Đây là tốc độ băng tải. Đấy, với một nhiệt, ví dụ như là em cài nhiệt khoảng 200 thì cái tốc độ băng tải nó em để chậm nó khác và em để nhanh nó khác. Nhưng mà để nhanh mà nó không hàn thì em phải chỉnh chậm lại. Vâng. Đấy là cố định nhiệt độ. Đấy, bởi vì nhiệt độ là sẽ theo chất niệu màng. Vâng. Đấy, ví dụ như màng PVC hoặc màng ấy là khoảng tầm 160 đấy. Còn nếu mà màng ví dụ màng nhôm đó, là nó khoảng tầm 250, thậm chí 280 nếu chạy tốc độ cao. Đấy. Màng bạc có thể là 220 nó cũng ăn rồi. Thì tùy tùy.